Ok, hôm nay mình học bài siêu âm phụ khoa. Thì về giải phẫu thì tử cung nó gồm có ba lớp, từ ngoài vào trong nó là lớp thanh mạc, lớp cơ, lớp niêm mạc. Lớp niêm mạc tử cung, nhưng mà hàng tháng nó ra ngoài ấy, bong niêm mạc nó thành kinh ấy, đấy lớp niêm mạc. Đấy, lớp thanh mạc này, lớp cơ, lớp niêm mạc này, nó gồm ba phần. Đó là phần thân tử cung này, đó là eo tử cung này, eo con những người phụ nữ mình, eo gọi là eo, trên eo là thân nhá. Cái lớp thân hình mình ra đo này. Eo này, thân tử cung này, eo này, từ eo xuống đây là cổ tử cung này, đó là âm đạo này. Đây là hai cái bụng trứng, bên đây tràng, là vòi tử cung. Đấy. Thì về cái biên độ của niêm mạc tử cung thì nó gồm có bốn giai đoạn, vì có chỗ để chia ba giai đoạn, đấy bốn giai đoạn. Đây mình chia bốn giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn kinh nguyệt. Kinh nguyệt thì bình thường nó từ 1 đến 5 ngày nha. Các chị em biết thì giai đoạn kinh nguyệt là giai đoạn mà cái thời gian ra kinh ấy. Thời gian mà mình có kinh đó là giai đoạn kinh nguyệt. Thường nó dao động từ 1 đến 4 ngày, một cách ít lắm. Thường 3 4 ngày, 5 ngày nha. Có như dài hơn tí, đó là niêm mạc rất là mỏng, chứa máu vào cả niêm mạc. Tiếp theo cái giai đoạn thứ hai là giai đoạn khi sạch kinh. Bắt đầu khi sạch kinh là nó bước vào giai đoạn tăng sinh độ này, tăng sinh độ này. Cái giai đoạn này thì cái niêm mạc của cung lúc này nó tăng sinh lên, và lúc này nó sẽ có hình giãn âm, niêm mạc của cung lúc này giãn âm, thấy không? Đấy, lúc này niêm mạc của cung giãn âm, đấy là giai đoạn tăng sinh độ này. Đó, từ ngày thứ 5 đến ngày thứ 14. Rồi giai đoạn tiếp theo là giai đoạn quanh thời kỳ rụng trứng, hay là giai đoạn phóng xạ. Thì giai đoạn này thì niêm mạc tử cung nó có hình ảnh ba lá. Tí này sẽ nói hình ảnh ba lá như thế nào. Thấy không? Niêm mạc tử cung lúc này giai đoạn phóng xạ là niêm mạc tử cung hình ba lá. Thấy không? Tiếp theo là giai đoạn chế tiết. Chế tiết có nghĩa là sau khi mà nó phóng xạ rồi ấy. Sau khi nó phóng xạ thì bước vào giai đoạn chế tiết. À, giai đoạn chế tiết lúc này cái niêm mạc tử cung lúc này nó dày tăng âm, thấy không? Lúc này niêm mạc tử cung nó tăng âm. Đó. Như vậy mình đừng có dựa vào cái mm này, nhiều khi nó có độ sai số khi đo để phân độ giai đoạn, mà mình dựa vào cái độ giảm âm thì ba lá hay tăng âm để mình phân độ giai đoạn. Đây giai đoạn có kinh thì biết liền rồi, hỏi đang có kinh thì đúng là giai đoạn này kinh nguyệt rồi, đúng không? Cái đấy không phải phân biệt thì cũng biết nha. Tiếp theo là giai đoạn tăng sinh nội mạc, là giai đoạn lúc này cái niêm mạc tử cung nó giảm âm, đó là giai đoạn tăng sinh. Tiếp theo là giai đoạn phóng loãng, lúc này hình ảnh tử cung niêm mạc tử cung hình ảnh ba lá, đấy là giai đoạn phóng loãng. Tiếp theo là bước vào giai đoạn chế tiết, lúc này cái niêm mạc tử cung nó tăng âm, đó là cái niêm mạc tử cung nó tăng âm. Rồi đây là sau khi sạch kinh, đấy là sau khi sạch kinh. Đây là cái niêm mạc nó giãn âm này, cái đường lên trắng ở trong là cái lòng tử cung đấy nhá, là bên trong cái đường đấy là cái đường hai cái niêm mạc áp sát với nhau rồi giữa được tử cung này, có hai cái lòng áp sát đây này, bên trắng đấy cái đường tăng âm đấy. Tiếp theo là cái niêm mạc lúc này nó giãn âm, đây là giai đoạn tăng sinh, thấy chưa? Giai đoạn tăng sinh. Tiếp theo là giai đoạn này, tiếp theo giai đoạn này ba lá này, nó có một cái đường tăng âm phía ngoài này, nó có một đường, hai đường tăng âm phía ngoài và một đường tăng âm ở giữa. Nó giống như cái hình cái lá hay hình hạt cà phê ấy, người ta gọi là giai đoạn hình ba lá hay hình hạt cà phê nhá. Đấy nhá, anh em du học sinh này, nó có cái đường tăng âm này bên phía ngoài này, hai bên ngoài là có hai cái đường tăng âm này, được chưa? Ở giữa cái đường tăng âm thì có ba cái đường tăng âm, thì người ta gọi cái niêm mạc này là niêm mạc hình ba lá. Ba đường tăng âm người ta gọi cái niêm mạc hình này hình ba lá. Nhá, Việt Nam nó gọi hình ba lá nhá. Đấy là giai đoạn quanh thời kỳ rụng trứng, có nghĩa là giai đoạn này là cái giai đoạn nó trở nó phóng loãng này. Trước sau tại vị trí phóng loãng nó là quanh quanh đấy, được chưa? Quanh cái thời gian phóng loãng đấy. Tiếp theo là cái giai đoạn này niêm mạc tăng âm này. Niêm mạc thì cũng tăng âm này, đó là giai đoạn là giai đoạn chế tiết và sau khi phóng loãng rồi. Được chưa? Là giai đoạn chế tiết. Đó là niêm mạc tăng âm. Để mình dựa vào đấy để mình đánh giá được là cái
để canh trứng. Để mình rửa nó thì mình rửa canh trứng. Ví dụ canh trứng bình thường mình siêu âm cái bùng trứng này, cái canh trứng này để nhiều người hay canh này. Đó, canh trứng, canh trứng thì mình tính theo chu kỳ. Ví dụ như là bệnh nhân nhất là phương pháp đầu tiên là phát thủ công là tính theo chu kỳ kinh nguyệt. Anh em dùng dinh biết không, tính chu kỳ kinh nguyệt là ví dụ như chu kỳ là 28 ngày thì trừ đi 14 ngày của hàng thể thì ngày thứ 14 đó là ngày bụng trứng. Đó là tính theo chu kỳ, yeah. Là trừ đi 14 ngày là ngày hàng thể đấy, là còn ngày thứ 14 là bụng trứng. Còn chu kỳ cũng là 30 ngày, đều 30 ngày, phải đều nhá, đều 30 ngày thì mình trừ đi 14 ngày là thời gian nó hàng thể thì là nó bụng trứng vào ngày thứ 16, được chưa? Đó là theo thủ công cho bình thường. Còn nâng cấp hơn thủ công một tí là mình dựa vào cái này, nó quan trọng, nhưng mà nhớ này, cái chất nhầy của tử cung đấy, khi mình hỏi bệnh nhân ấy, khi mà cái chất nhầy của tử cung nó ra với số lượng nhiều, nó ra với cái số lượng nhiều nhất nhá, nhiều nhất trong nhầy dính, yeah. Đấy, những mấy chị em nào biết thôi, số lượng ra nhiều trong nhầy dính, yeah. Lúc đấy là tâm hồn chị em ấy đã đang phơi phới rồi thì lúc đấy là sẽ là tự khắc nó sẽ có cái dịch nhầy ra số lượng nhiều trong nhầy dính, yeah. Kéo thành sợi thì khoảng 2 ngày sau là chứng độ, dù kinh nguyệt đều hay không đều cũng áp dụng được. Nhớ cái này còn trong một tay nhé, là khi nào người phụ nữ ra dịch nhầy cổ tử cung, dịch nhầy âm đạo ấy, số lượng nhiều trong nhầy dính thì có 2 ngày nữa là chứng dụng, đúng không? Đấy, đấy, 2 ngày nữa chứng dụng. Nhưng mà thực cái kỳ thực là có những người, người ta không biết là, người ta chỉ biết là nó ra nhiều nhiều thôi, người ta không biết là ngày nào nhiều nhất thì nó cũng mấy ngày ra rồi, đúng không? Hả? 3 ngày ra, đấy, có thể 3 ngày, 2 ngày, 4 ngày, tùy. Đấy, nó cứ rất là nhầy đấy, là nó ra thì em có khi không biết là ngày nào nó nhiều nhất, của ai người đo được, mình không thể đo được đâu, thì cảm nhận thôi, đúng không? Như vậy mình hỏi chị em là dạng dịch nhầy đã ra số lượng nhiều chưa? Thì em đưa ra nhiều rồi đó. Đấy, ra số lượng nhiều chưa? Trong không? Nhầy không? Dính không? Yeah, có, ra trong nhầy dính số lượng nhiều rồi. Đấy, như vậy là mình yêu đầu là đã xác định chứng rồi đây, đúng không? Mình không biết được, nếu mà mình chẩn đoán là cái ngày nhiều nhất thì còn 2 ngày sau là dụng chứng, nhưng mà mình chưa biết được ngày nào nhiều nhất, được chưa? Thì mình chỉ biết được nó là nhiều thôi, thì mình biết là nó xác định chứng rồi. Như vậy mình kết hợp với đầu siêu âm, được chưa? Kết hợp với siêu âm là khi mình siêu âm mình đánh giá năng chứng, đầu tiên mình siêu âm lên xem cái niêm mạc tử cung có hình ba lá hay không. Ba lá là thời kỳ phóng mãn mà, là thời kỳ dụng chứng. Thì mình đầu tiên mình siêu âm tử cung lên có hình ba lá hay không. Ừ, đúng rồi, hình ba lá rồi, thế chuẩn rồi, là quá trình dụng chứng đây rồi. Tiếp theo là siêu âm nhìn cái tử cung đưa ra nó có dịch hay không. À, nó không có dịch thì chứng tỏ chứng chưa vỡ, chứng chưa phóng mãn, được chưa? Còn có dịch đưa ra thì nghĩa là chứng đã phóng mãn rồi, được chưa? Chứng là phóng mãn rồi thôi, không phải canh nữa, đợi tháng sau. Còn nếu mà chứng chưa phóng mãn, có nghĩa là mình chưa có dịch đu la, thì bắt đầu mình tiếp tục mình siêu âm đến bùng trứng, được chưa? Mình siêu âm đến bùng trứng, mình xem cái bùng trứng, mình đo cái đường kính của năng trứng, mình đo hai chiều A nhân B, được chưa? Mình học ấy, chiều ngang với chiều cao ấy là A nhân B, mình đo hai chiều, mình cộng lại chia đôi, xem cái trung bình là bao nhiêu, đo hai chiều A, đo hai chiều ngang chiều cao cộng lại và chia đôi. Nếu mà nó thường là nó khoảng 20 đến 25 cm. 20 đến 25 mm. 20 đến 25 mm thì thường lúc đấy nó chứng thể dục. Nhớ. Lúc mình siêu âm lên mình đánh giá chứng. Ví dụ như là mình siêu âm lúc đấy siêu âm lên chứng nó có 16 mm thôi. Đúng không? Chứng có 16 và đổi như thế thôi. Và tinh trùng ấy nó muốn bơi được vào đến cái vị trí để gặp trứng ấy. Đó, 1/3 ngoài vào tử cung ấy là vị trí mà gặp trứng. Tinh trùng nó bơi từ đến vị trí đấy thì nó mất khoảng tầm
hai ngày, có thể đến ba ngày, từ 2 đến 3 ngày, hiểu chưa? Thì nó mới đến được vị trí, được vị trí gặp trứng. Nếu như mà trứng nó vừa dụng xong mình quan hệ, thì khi tinh trùng nó bơi đến đấy thì trứng đã bị thực vào rồi. Rồi trứng nó chỉ tồn tại được có 24 giờ thôi, mà tinh trùng nó bơi đến cái chỗ gặp trứng thì nó bơi nó mất 23 ngày, mà trứng nó chỉ có tồn tại được 24 giờ sau khi phóng đản, đúng không? Cái phôi ấy, cái không phải phôi mà cái đoạn hoàn ấy, cái trứng nó phóng cái đoạn hoàn ra, đoạn hoàn gặp tinh trùng tạo thành phôi, thì cái lúc đấy là trứng nó chỉ sống được có 24 giờ thôi, được chưa? Thì nên là ta phải quan hệ trước lúc phóng trứng phóng đản khoảng 2 ngày, càng phải chuẩn vậy đi. Càng lượng trứng hôm nay không với hôm này, mai ngày kia trứng phóng đản, trứng là phóng vì cái quan hệ hôm nay, thì lúc đấy gặp trứng chắc là vừa phóng đản gặp trứng luôn, đúng không? Đấy, như vậy thì phải căn giả dụ như là bắt đầu từ khi mà bước vào cái giai đoạn từ ngày thứ bắt đầu giai đoạn tăng sinh ấy, bắt đầu giai đoạn tăng sinh ấy, thì trứng nó sẽ đi, nó sẽ lớn nhanh từ ngày thứ 8 trở đi, thì trứng nó sẽ phát triển với tốc độ 2-3 mm trên ngày. Khoảng ngày thứ 8 trở đi trứng sẽ phát triển 2-3 mm trên ngày, được chưa? Và khi trứng phóng đản thì khoảng 20-25 mm là trứng nó sẽ phóng đản. Như vậy thì cả như siêu âm lên thấy cái kích thước của trứng khoảng 10-7 mm, đúng không? Mình siêu âm thấy không có bị vu gland, không có trứng này chưa vỡ, thì lúc này mình sẽ quan hệ hai ngày sau thì trứng sẽ đi được 46 mm, đúng không anh em? Thì đang từ 17 cộng với 46 thì nó khoảng 21-23, đang đúng rồi, cái giai đoạn của trứng khả năng dụng, đúng không? Như vậy thì mình siêu âm trứng khoảng từ lớn hơn 16 mm là bắt đầu mình quan hệ, đường kính trung bình ấy lớn hơn 16 mm bắt đầu quan hệ, được chưa? Quan hệ lúc đấy để đến lúc mà đến ngày khoảng 2 ngày sau trứng đến vị trí gặp trứng ấy, thì lúc đấy trứng có thể là nó đã phóng đản ra thì nó gặp tinh trùng, hoặc nếu lúc đấy mà nó chưa phóng đản ra thì đó là mình quan hệ này chưa phóng đản ra, thì mình sẽ quan hệ được tiếp theo là như này. Mình quan hệ lúc trứng trên 16 mm, được chưa? Xong hôm nay nghỉ giải lao một ngày, ngày hôm kia lại quan hệ khác nữa, được chưa? Đúng không? Lại quan hệ khác nữa, thì quan hệ đến ngày hôm kia quan hệ khác nữa, đúng không? Thì lúc cái ngày kia mình quan hệ khác nữa là mình nghỉ một ngày, đúng không? Và lúc đấy trứng rơi được khoảng là 19-21 rồi, đúng không? Lúc đấy mình quan hệ lần nữa thì khoảng 2 ngày sau trứng lại đến vị trí gặp trứng, thì lúc đấy là kích thước của trứng là rơi vào khoảng là 21 cộng với 46 nữa là 25 đến 27 mm rồi, đúng không? Thì cái khả năng lúc đấy là sẽ gặp cái trứng gặp trứng luôn cao. Cái lứa đầu tiên có thể nó chưa gặp luôn thì cái lứa sau nhiều, đúng không? Hả? Ấy à, em nhớ rồi, lại nhá, lại nhá. Rồi lại. Bây giờ phương pháp thứ nhất là mình hỏi bệnh nhân xem là cái dịch ra nhiều, số lượng nhiều trong nhầy kéo phải sợ chưa, số lượng nhiều chưa, được chưa? Bây giờ nếu bệnh nhân tôi chưa thì thôi, mình cũng canh, nhưng mà lúc đấy thì mình nghĩ là chính chưa thể là quan hệ ở đâu, được chưa? Kể cả mình siêu âm mình đo cái kích thước trứng mà lúc đó chắc chắn trứng chưa quan hệ được, vì nó chưa thể to được, được chưa? Và nó theo dõi tiếp. Đơn giản mình đừng có theo dõi cứ 2 ngày để kiểm tra nhiều người, trứng cứ theo dõi từ lúc bắt đầu hết sạch giải kim đến lúc cuối tháng từng ngày nào cũng đến kiểm tra tốn cả tiền, đúng không? Mình đơn giản mình chỉ hẹn người ta một phát thôi, lúc nào mà số lượng bị nhầy bị ra nhiều trong nhầy các bạn sợ thì đến đây kiểm tra cho. Là cái đến một lần nữa là kiểm tra được mấy tổng 2-3 lần thôi là kiểm tra xong, được chưa? Chứ đừng bắt người ta đến ngày nào cũng đến chỗ ngày nào cũng bắt đến tốn cho tiền được nhất,
Khi mà đang đi học là phải học cho khoa học, còn đi làm thế nào trẻ nhé, đúng không? Nhưng mà đấy, mình làm thì cứ hẹn người ta có một khác thôi, đến lúc dịch ra nhiều thì lúc đấy là đang quay dịch thì trứng rồi, thì lúc đấy mình cái siêu âm trứng, được chưa? Siêu âm trứng thì trứng bình thường có thể dụng rơi vào khoảng 20-25 mm là thể dụng, được chưa? 20-25 mm là chính thể dụng. Như vậy thì khi mình siêu âm lên, nếu quả trứng lớn hơn 16 mm thì mình phải cho quan hệ luôn, được chưa? Quan hệ luôn bằng ngày mai nghỉ, ngày kia mình cho quan hệ tiếp lần nữa, được chưa? Nhưng mà từ cái ngày bắt đầu quan hệ là ngày nào phải đến chính nghe để mình xem trứng đủ chưa, hiểu không? Từ cái ngày mà bắt đầu lớn hơn 16 mm đấy là bắt đầu quan hệ là ngày nào nên cho bệnh nhân đến kiểm tra để xem trứng đủ chưa. Nếu trứng đủ rồi thì tôi không được bắt quan hệ nữa, mà nó thích thì nó cứ quan hệ không được thôi. Toàn bắt buộc là lớn hơn 16 là quan hệ, là những ngày này kia quan hệ, đó là hai cái đấy là bắt buộc. Quan hệ có hai lần thôi mà, nhớ. Nhưng mà thứ hai là không được, đó bệnh nhân không được cho chồng là tiêm, là giữ là không được quan hệ, rồi tức là bác sĩ cho là quan hệ. Đó, được một tiêm về tinh trùng sau 7 ngày là tinh trùng cũng sẽ chết và chất lượng tinh trùng cũng lại kém đi. Nên là mình cứ khoảng 3 ngày quan hệ lần thì tinh trùng nó mới được đổi mới và cái chất lượng tinh trùng mới tốt được. Cứ 3 ngày quan hệ lần thì chất lượng tinh trùng mới tốt, được chưa? Đấy, liệu mình cái canh là cứ quan hệ đều đặn lên, rồi cứ đều đặn cũng khoảng 3 ngày là cũng coi là chất lượng tinh trùng tốt thì nó mới khả năng thụ thai nó cao. Chứ đừng bắt nó nhịn nhịn đến lúc cho nó tinh trùng nó nhiều, không phải đâu. Càng nhịn nó tinh trùng càng nhỏ thôi. Nhá. Đúng không? Không nhịn quan hệ cũng 3 ngày quan hệ một lần, không được nhịn quá 7 ngày, nhịn quá 7 ngày thì tinh trùng sẽ bị thay chỉ, nó sẽ bị chết đi, chất lượng kém đi, được chưa? À, làm sao để được con trai? Họ lấy con trai kể họ cũng thay được thôi, chứ còn nếu con trai thì không đẻ được. Đấy, ví dụ như thế này, ví dụ như cái đẻ con trai là hai thế này. Bây giờ ví dụ như một ông thầy bói, ông sờ nắng, ông bắt mạch, ông bảo đẻ con trai đấy, đúng không? Như vậy ông bảo đẻ con trai đấy thì trong đó có 50-50, đúng không? Ví dụ ông sẽ nói cũng chục người đi thì 50-50 thì 5 người con trai là 1 con gái, nhưng mà 5 người đẻ con trai là những người đẻ con trai muốn đi tìm đến thầy bói là người ta rất khát khao rồi. Vì khi mà người ta chuộc con trai thì cái là người ta đi mách loa khắp nơi, người ta lên mạng comment đi khắp hàng xóm la đài, đúng không? Còn người mà đẻ con gái người ta buồn, người ta không muốn đi nói chuyện với ai nữa, ai hỏi thì nói không, người ta chẳng muốn nói chuyện với ai nữa. Nên là cái nguồn mà cái lượng bệnh nhân mà cái được PR do những người đẻ con trai người ta PR cho cái ông thầy bói đấy nó sẽ cao. Còn cái người mà được đẻ con gái người ta dìm hàng thầy bói thì ít, thì người ta buồn người ta nói làm gì nữa. Còn những người vui người ta hay nói nhiều, đúng không? Thế nên là ông thầy bói lại thành người rất nổi tiếng, rất là nhiều người tin tưởng là đến để ông bắt thuốc cho con trai, hiểu không? Tại vì 50-50 mà cái người đạt được con trai người ta vui người ta đi mách khắp chợ, đúng không? Và người đẻ con gái người ta buồn, ai đi mách làm gì, mách rồi đẻ con gái, đúng không? Nên là cái tảng băng để mà ông ấy nổi tiếng nó lại được chia mà luôn. Nên là những cái bác sĩ đi anh con trai gái ấy, thì có những ông rất là nổi tiếng thì ông cũng làm cho cái phương pháp con thể gói hơn. Đấy, có những ông chứng dụng rồi thì chúng bỏ vào thì lúc nó thiêu mất rồi. Nên canh này không được. Đấy, mình phải canh chuẩn thì cái canh được phát có thể là ăn luôn, tại vì ăn luôn là ăn được có bầu thôi nhá. Còn trai gái thì không biết, nhưng mà như nào thì nhiều khi cũng tư vấn cho bệnh nhân là không để ăn con trai đâu, tư vấn nó không tin đâu. Nhắc tệ người ta canh thì nó canh thôi, thêm vui nếu được thì mình nổi tiếng. Vì cứ giải thích họ không nghe, giải thích làm gì, giải thích họ không nghe mình mất uy tín. Bây giờ cũng phải mang giáo sư đến giải thích, có khi họ còn nghe chứ mình giải thích họ không nghe đâu. Mất uy tín đấy, khi mang giáo sư nước ngoài về giải thích. Rồi nha, anh em nhớ cái canh chứng nha. Bởi vì đi làm
sản khoa canh trứng nhiều, người ta đến mình canh trứng mình cũng có, chẳng hạn người ta để đến canh trứng, còn là những người người ta hỏi bây giờ ta muốn canh trứng là như thế nào, mình sẽ hướng dẫn được người ta cách canh trứng. Sau này nếu ai làm vô sinh chẳng hạn thì mình sẽ canh trứng, như làm học sản cái bài này canh trứng, nhớ kỹ rồi canh trứng của mình tốt nha, đừng có quên cái canh trứng, vừa học về bài này mà quên canh trứng thì cứ đi không có cái gì đâu nhá, canh trứng nha. Tiếp theo là mình học về những cái khối u ở tử cung thì mình hay gặp nhất cực kỳ là hầu như đó là u sơ tử cung, nhá u sơ tử cung là đa phần là gặp u sơ tử cung. Như vậy anh em đi làm thông thường ấy cứ thấy khối u trong cơ tử cung ấy thì auto u sơ tử cung, được chưa? Cái khả năng mà nó có ung thư, cái khối ung thư ở trong cơ tử cung hiếm lắm anh em nhé, hiếm lắm, nên anh em cứ thấy u tử cung là hầu như là auto u sơ tử cung, được chưa? Anh cho nó dễ nhớ, mình dạy nhiều khâu xe nó đau đầu. Cứ u trong tử cung quan trọng nha, mình xác định là nó là cái u đã, u trong cơ tử cung auto u sơ hết, được chưa? Nhớ như vậy xong bài u sơ ra đi, đi xem các ông cổ xưa hỏi em chứ anh ấy trong cơ tử cung u là u gì, chỉ u sơ thôi nhá, u sơ thôi nhá, nhiều loại u đó nhưng mà nó hiếm lắm, mình chả bao giờ gặp đâu. U sơ auto vậy đi. Đây cái này trong cơ tử cung anh em mô tả thế nào, một khối tăng âm rồi đều nhìn thấy rõ, thấy chưa? A em B rồi, cái nữa đúng rồi, câu giải hôm sau đây là gì anh em? Rồi nhưng mà cái tăng âm câu giải hôm sau là gì, là gì? Đủ nè, tăng âm giải hôm sau à? Không phải vừa là phải ghi vào sổ rồi. Tăng âm giải hôm sau là gì? U máu ấy. U máu là tăng âm, tăng âm sao? U mỡ. Ừ thì có ba cái u nó không hết còn đâu nữa. Nhớ kỹ này, quay như còn lại u nó chỉ có vậy thôi mà. Tăng âm giải hôm sau nó là một cái u mỡ đúng không? Đấy thì mình có kết này kết luận là một cái u mỡ cơ tử cung. Nghĩa u mỡ cơ tử cung với u sơ thì nó cũng ý nghĩa nó gần như nhau, thì chả sự trí gì có lành tính mà không xử trí gì, nên mình cũng có thể gọi là u sơ cũng được, không sai, được chưa? Còn hoặc là gọi chuẩn là u mỡ, ok chưa? Nên là mình cũng bảo là khi thấy một khối u trong cơ tử cung thì em cứ auto là u sơ thì đúng gần như tuyệt đối, gần tuyệt đối chứ không phải tuyệt đối, được chưa? Thì cái u mỡ này em cũng có thể gọi là u sơ cũng được, vì bản chất xử trí nó chả xử trí gì đâu, từ giờ nó to lên thì nó chèn ép lên gây ra tình trạng huyết, nó cứ gây biến chứng thì xử trí được không được chuẩn, được không? Đấy anh em cứ phân tích từ cái thành phần tăng âm để làm sao là mỡ, được chưa? Thì nó là u mỡ trong cơ tử cung, thì là u mỡ trong cơ tử cung dễ học u gan thì rồi học thích về dịch kê vào không nhớ được đâu, anh em phải chịu khó học kê vào đừng cho quên được, phải nhớ thì sau này mình gặp mình mới chẩn đoán được, lên mạng mới công mình trên mạng công mình nhiều mình sẽ chẩn đoán được. Đây anh em thấy cái gì đây trong lòng tử cung này, anh em thấy một cái gì đây, một cái khối tăng âm ở trong lòng tử cung đúng không, một cái khối tăng âm ở trong lòng tử cung, ở trong lòng tử cung nó có cái gì, nó có cái gì trong lòng, niêm mạc tử cung, có niêm mạc tử cung đúng không, có niêm mạc tử cung là mình quên lúc nãy mình phải nói qua cái này, đó là u sơ. Bây giờ u sơ nó gồm có các loại như thế này, đây thấy một đây là lớp ngoài cùng là lớp thanh mạc đúng không, lớp ngoài cùng là lớp thanh mạc đúng không, u sơ để lồi cái lớp thanh mạc ra ngoài, người ta gọi là u sơ dưới thanh mạc, được chưa? Đây là cái lớp niêm mạc bên trong đúng không,
cái u xơ đấy lồi cái lớp niêm mạc lên, người ta là u xơ dưới niêm mạc. Đấy à. Còn đây là u xơ, nó đẩy lồi cái niêm mạc nhưng nó lại có cái cuống. Cái u xơ dưới niêm mạc có cuống. Yeah. Đây là cái u xơ nó đẩy lồi cái thanh mạc ra ngoài mà nó có cái cuống. Cái u xơ dưới thanh mạc có cuống. Được chưa? Đây, anh em thấy một khối trong lòng tử cung, trong lòng không có niêm mạc, đúng không? Thì hoặc là u xơ dưới niêm mạc có cuống này, nó cũng một cái khối lợn để lồi trong lòng tử cung. Đây, u xơ dưới niêm mạc có cuống, nó lại lồi vào trong cái lòng tử cung đây, được chưa? Ok chưa? Như vậy cái một cái khối tăng âm trong đây thì có thể là một cái u xơ dưới niêm mạc có cuống, hoặc là một cái polyp vùng tử cung. Polyp là gì hả? Polyp là gì em? Gieo tí áo trắng em. Polyp là gì, biết định nghĩa không hả? Polyp là cái polyp. Đúng rồi, một cái tổ chức tăng sinh của cái gì, của niêm mạc. Polyp là một tổ chức tăng sinh của niêm mạc. Ok chưa? Như vậy thì polyp của tử cung thì đó là tổ chức tăng sinh của niêm mạc tử cung, hoặc là một u xơ dưới niêm mạc của cuống. Được chưa? Đấy, mình Doppler vào. Bây giờ mình Doppler vào. Đây. Mình thấy được cái có một cái mạch máu nó đi vào trong khối, nó nuôi dưỡng cho cái khối này. Thì đó chính là cái polyp. Còn nếu không có cái mạch máu đi nuôi dưỡng, một mạch máu nuôi dưỡng duy nhất đi vào trung tâm khối, thì mình nghĩ đến u xơ dưới niêm mạc có cuống. Dạ. Như vậy mình dựa vào cái Doppler là dấu hiệu một mạch máu duy nhất đi vào trung tâm khối để phân biệt cái polyp và cái u xơ dưới niêm mạc có cuống. Hoặc là mình có thể phân biệt bằng cách bơm vào tử cung, bơm nước vào tử cung ấy. Mình bơm nước vào trong lòng một lúc, xong mình siêu âm, thì mình để đến mình phát hiện là nó polyp hay là u sơ để đẩy lồi cái niêm mạc. Cơ chế mà anh học u sơ là phải đẩy lồi cái niêm mạc không? Nó từ trong cơ tử cung ra đẩy lồi cái niêm mạc phải không? Đúng không? Như vậy cái bờ của u sơ dưới niêm mạc có cuống là cái niêm mạc tử cung, đúng không? Anh em mình vui nhá. Đúng không? Đúng chứ, cũng gần. Đây, có phải đây cái niêm mạc tử cung không? Như vậy cái u này nó bản chất nó mọc từ trong cơ tử cung. Nó đẩy lồi cái niêm mạc ra ngoài, được chưa? Và như vậy thì xung quanh cái khối này, u này nó phải là cái niêm mạc. Đúng chưa? Còn cái polyp bùn tử cung thì nó là mọc từ cái niêm mạc. Đúng không? Mọc từ niêm mạc thì nó sẽ không bị, chứ bờ của nó sẽ không có niêm mạc. Nó mọc ra chứ nó không phải là đẩy lồi cái niêm mạc lên, nó phải là đẩy lồi cái niêm mạc lên, được chưa? Như vậy mình mà thường cái u xơ với cái polyp thường nó sẽ tăng âm, nên là mình sẽ đợi cái giai đoạn mà tăng sinh của niêm mạc, cái giai đoạn tăng sinh niêm mạc và niêm mạc giảm âm, cái giai đoạn tăng sinh lúc niêm mạc giảm âm không? Mà mình không cố là cố tăng âm mà mình dễ nhìn, đúng không? Khi đấy mình siêu âm, mình đánh giá xem nếu cái khối đẩy lồi cái niêm mạc thì nó chính là u sơ dưới niêm mạc của cuống. Còn nếu mà cái khối mà nó hàm lẫn cùng với thằng niêm mạc thì nó là polyp. Được chưa? Thế là có hai phương pháp mình để cân đoán. Một là Doppler vào để xem có mạch máu nuôi duy nhất đi vào trung tâm khối hay không. Hai là đợi đến giai đoạn tăng sinh niêm mạc, lúc này niêm mạc được giảm âm, mà hai cái khối u sơ và polyp thì nó tăng âm. Nếu mà khối mà nó hòa lẫn cùng với niêm mạc thì nó chính là polyp, còn khối mà nó đẩy lồi cái niêm mạc lên thì nó là u xơ dưới niêm mạc có cuống, được chưa? Đây là cái phân biệt polyp của tử cung, u xơ dưới niêm mạc có cuống. Đấy, về nghiên cứu về phân biệt này vừa rồi học có hai cái để mình cần phải nhớ, ba cái nhớ các cái giai đoạn tăng sinh, các giai đoạn của niêm mạc, đó chính là giai đoạn tăng sinh, niêm mạc giảm âm, giai đoạn quanh hình dụng trứng hay là giai đoạn phóng đại.
tỉnh Ba Lan, giai đoạn chế tiết là niêm mạc tăng âm. Cái nhớ tiếp theo đó chính là cách canh chứng, được chưa? Cái nhớ tiếp theo nữa là phân biệt giữa một cái polyp của người không đồng một cái u sơ dưới niêm mạc vô cúng. Ghi từ câu hỏi thế nào xong rồi về mình phải trả lời, mình viết thành những cái bài, đúng không? Mình có thể viết vào vở, mình viết lên Facebook, mình viết sửa cái tốt lên Facebook. Thật đấy chứ, anh em viết đôi khi anh em về anh em viết lên sửa cái tốt lên Facebook, anh em có cái trách nhiệm hơn với nó, tại vì anh em chẳng có nhiều người đọc anh em biết, thì anh em phải cảm thấy mình chẳng có trách nhiệm mình viết thật tốt, bạn bè mình nên nhìn, đúng không? Thì cho nên mình sẽ tự khắc mình tìm tòi học hỏi, mình viết những cái bài nó hay trên cái Facebook của mình, đúng không? Năm sau mới nhắc lại cho mình nhớ. Nếu có gần mình cũng ngồi ở nhà mà gần gù quê quên biết tôi vỡ bước là không trách nhiệm với nó, biết là buồn ngủ rồi để giải lao ngủ tí. Nhưng khi anh em biết đấy, bạn anh được bạn bè công mình hay thế thứ là anh em cảm thấy lòng phấn khởi đây đó, ngày hôm sau lại có động lực viết tiếp. Tổng kết đến ngày xưa mình viết status nhiều lắm, chẳng những status viết bài thôi, nói viết bài viết tìm hiểu kỹ càng lắm, mình viết rất là hay, đúc kết đọc bao nhiêu thứ đúc kết lại khoảng mấy dòng rồi viết status. Nên hồi xưa đi học thì viết chẳng bác sĩ viết công mình gì, quả học của mình cũng không biết thì mình chẳng biết về những cái của mình. Bây giờ anh nghiên cứu đi làm thứ gì chẳng biết những cái đấy, nhưng mà bạn bè không biết. Nhưng mà cả bác sĩ nhé, có những bác sĩ nhà Hà Nội này, bác sĩ rất là uy tín, người ta vào người ta khen bài viết của mình hay, mà người ta không biết mình sinh viên, người ta vào người ta khen bài viết của mình hay, thế là mình cảm thấy là mình vui. Có nghĩa là bài viết của mình đã được những người đi làm, những người có phải những người ở trung ương các thứ, người ta vào công việc người ta khen mình rất tốt, người ta khen là bác sĩ nhất bài hay các thứ, người ta chia sẻ lên trang người ta, thì đấy là thành công của mình. Chứ để những bài viết nếu vẫn ai người ta giải cho người ta chia sẻ lên, đúng không? Nhưng mà mình phải trau chuốt bài viết mình, vậy lúc này chưa hay nhưng lúc khác thì chưa hay, mình viết chưa hay thì chả có người, các cái bác sĩ đấy người ta sẽ comment cho mình và người ta sẽ sửa cho mình, à cái chỗ này bây giờ người ta cũng dùng nữa rồi, người ta dùng những phương pháp khác hay như thế nào đó, người ta cũng công mình. Như vậy mình cứ học được chứ mình cũng biết vở, chứ mỗi mình biết là chả ai biết cả, thì chả ai bổ sung được cho mình đâu. Mình cứ phải cho nhiều người biết lên, chả ai thì cũng người bổ sung. Học như vậy thì anh em dần dần anh em mới lên tay được. Chứ cứ dúi biết vở của mình, chứ mình đọc thôi. Sai hay đúng thì mình cũng mình đọc. Đúng không? Nó phải có mảnh nuôi dưỡng. Và thằng kia nó nuôi dưỡng được cái gì à? À, thằng u sơ nó sẽ nuôi dưỡng có cái gì à? Có nghĩa là các cái mạch máu sẽ tăng sinh ngoài gì à? Thằng u sơ dưới niêm mạc vô cuống thì thường thằng u sơ ấy là thằng u sơ chung thì nó sẽ tặng mạch máu sẽ nuôi dưỡng được ở ngoài gì à? Còn riêng thằng polyp thì nó sẽ có một cái mạch nó đi vào nó nuôi dưỡng, được chưa? Thì như vậy người ta dựa vào cái dấu hiệu là tăng sinh mạch liền hay là một cái mạch máu đi vào trung tâm phối, một mạch máu duy nhất trong trung tâm phối thì đó là polyp, đó là cái bản chất của khối. Để người ta dựa vào cái bản chất đấy để người ta đánh giá hình xương. Như vậy khi anh em học xương, anh em học bệnh học thì anh em từ bệnh học anh em suy luận hình xương, từ cơ chế bệnh, từ cách hình thành như vậy anh em suy ra hình xương thì anh em sẽ tự khắc anh em sẽ hiểu sâu về xương đâu, không phải đọc sách xương là cái gì, đọc sách xương không hiểu sâu về xương đâu. Anh em phải học bệnh học, anh em tư duy hình xương mới hiểu sâu về xương, để anh em biết được cái cơ chế hình thành bệnh của nó. Khi biết là cơ chế hành bệnh anh em chia xương dễ không? Đấy, tiếp theo một bệnh nữa đấy, về chăm chỉ lên. Tiếp theo nữa là một cái anh em thấy mình đây là cái tử cung, anh em thấy cái thành này thấy nó dày như này không? Mở Doppler lên chỉ có bốn cái vùng này tăng sinh mạch không? Bên này không có tăng sinh mạch đúng không? Rồi, thấy chỗ này nó dày hơn mà nó thấy nó đen đen đi không? Chỗ này bình thường thành cơ cũng thấy nó đen không? Không rõ là khối đúng không? Nhưng thấy nó dày lên nó hình dáng âm đúng không? Như vậy thì anh em sẽ thấy được cái vùng cái này nó chính là lạc nội mạc trong cơ tử cung. Nó sẽ tạo ra một cái vùng giãn âm. Doppler nó tăng sinh mạch, ranh giới không rõ. Tạo một cái vùng giãn âm. Doppler tăng sinh mạch, ranh giới không rõ.
được rõ thì đấy chính là lạc nội lạc trong cơ cung. Bệnh nhân thường đau bụng theo chu kỳ kinh. Là lúc nào mà bản thân cái thằng này nó là nội lạc tử cung, nó bị lạc vào trong cơ. Nhưng như vậy thì lúc bệnh nhân đau bụng ấy là khi bệnh nhân hành kinh ấy, thì lúc này cái hành kinh là cái niêm mạc này nó bong đúng không? Thì thằng này bản chất nó cũng là niêm mạc tăng sinh lên rồi sau nó bong ra đúng không? Nó bong ra thì cái đấy bệnh nhân sẽ đau. Như vậy bệnh nhân sẽ đau theo kinh kinh cứ kinh kinh là đau. Với những người đau nhiều nguyên nhân đau cái đấy kinh người đau là nhiều nguyên nhân lắm, nhưng mà trong đấy có nguyên nhân là của thằng này. Yeah. Nhưng mà thằng này thường nó hay gặp những người phụ nữ sau khi mổ lấy thai là, nhưng mà những người bình thường cũng có đấy có, nhưng mà thường là ai sau lấy thai thì khi mổ lấy thai nó thường rơi rớt vào trong cái niêm mạc tử cung, rơi rớt vào trong đó thì nó mổ cơ mà lấy con ra thì nhiều khi niêm mạc rơi rớt ra thì nhiều khi nó có thể hình thành. Yeah. Thấy một cái vùng giảm âm danh giới không rõ, nó lơ tăng sinh mạch thì nghĩ đến một cái lâm sàng có đau thì chịu kinh thì nghĩ tới một cái lạc một nạc trong cơ tử cung. Yeah. Tiếp theo là buồng trứng. Buồng trứng thì bình thường là buồng trứng theo mình nói rồi đúng không? Thì từ ngày thứ 8 trở đi ấy, thì buồng trứng nó sẽ đi với phát triển với tốc độ là 23 mm trên ngày. Còn các ngày dưới ngày thứ 8 thì nó sẽ phát triển với tốc độ là 1 mm trên ngày thôi. Còn từ ngày thứ 8 đi là sẽ một cái bột nang nó phát triển trội lên. Từ ngày thứ 8 trở đi là sẽ có một nang nó phát triển trội lên và nó sẽ phát triển với tốc độ 2-3 mm trên ngày. Bình thường là 20-25 mm là chính trội. Được chưa? Như vậy trên 16 mm là quan hệ mày như ngày kia còn. Được chưa? Đấy vậy từ ngày bắt đầu ngày quan hệ là từ ngày mai trở đi là từ làm mình sẽ cứ xua mình trai mình ra là để mình xem chứng dụng chưa. Được chưa? Đấy chứng dụng thì thôi. Kích thước của trứng thì thường là kích thước là 2x3x4 cm, chiều dọc quan tâm nhiều đến chiều dọc của quả trứng. Cái chiều dọc thì thường nó nhỏ là bằng 4 cm, chiều dọc của trứng là 4 cm, nhưng mà cái này siêu âm mà đường gió không đạt cũng được rõ. Rồi tiếp theo mình học cái buồng trứng đa nang. Buồng trứng đa nang thì bản chất của nó là một cái cường androgen, đó là cường hormone sinh dục nam. Và gây buồng trứng đa nang thì nhân phải có biểu hiện lâm sàng là bệnh nhân bị rối loạn kinh nguyệt, ít kinh vô kinh, kinh nguyệt không đều, mọc lông tay, lông chân, lông mặt, mọc bụng, cái thứ đấy liên quan đến hormone. Nó tăng cường hormone sinh dục nam. Như vậy khi trên hình ảnh siêu âm của buồng trứng thì mình sẽ thấy được buồng trứng mình siêu âm vào ngày thứ ba, hai thứ ba, ngày thứ hai ba của chu kỳ kinh nguyệt, có nghĩa là mình siêu âm lúc mà đang cung kinh ấy, nhớ là mình siêu âm ngày thứ hai thứ ba của chu kỳ, thì lúc này mình sẽ đánh giá cái buồng trứng xem kích thước buồng trứng có to hay không. Thường là kích thước buồng trứng nó sẽ to hơn bình thường, từ dọc lớn 4 cm, và buồng trứng nó có nhiều nang. Các nang có đường kính nhỏ bằng 10 mm và có lớn hơn bằng 12 nang. Nhớ kích thước buồng trứng lớn này có nhiều nang là lớn hơn bằng 12 nang này, và các nang dưới 10 mm này. Được chưa? Kết hợp với tâm sàng bệnh nhân có rối loạn kinh nguyệt, mình có thể nhìn bệnh nhân có những đôi viên nhiều, một chú cá cũng nhiều, nghĩ đến bệnh nhân. Nhưng mà bệnh nhân phải đi xét nghiệm hormone thì mới là chính xác. Nhớ xét nghiệm hormone trong cơ, xét nghiệm hormone sinh dục nam trong cơ, cường hormone sinh dục nam hay không. Nhớ rồi đến cái này chứ cái bụng trứng chưa được rồi, không chưa được bụng không to rồi. Đây anh em thấy cái này là cái gì đây? Anh em thấy cái này là cái gì đây? Cái này là gì anh em? Cái vách. Đúng cái vách không? Đây là cái vách là gì nữa? Vách nang không hoàn toàn.
đúng không? Vách ngăn hoàn toàn là nó sẽ đi từ thành này đến thành kia, nhưng vách ngăn không hoàn toàn là từ thành này nhưng không đến thành kia, là vách ngăn không hoàn toàn. Đây chính là một cái vách ngăn không hoàn toàn. Nhưng mà khi anh em siêu âm ở dưới vùng hạ vị ấy, thì cái cạnh tử cung ấy, cái cạnh tử cung có một cái cấu trúc nó dạng hình ống và có cái vách ngăn không hoàn toàn như thế này, thì đó chính là cái cấu trúc của vòi tử cung. Bình thường thì vòi tử cung là không siêu âm được, nhưng khi nó bị ứ dịch như thế này, nó bị ứ dịch làm cho siêu âm được thấy hình ảnh vòi tử cung có hình dạng cấu trúc hình ống, có vách ngăn không hoàn toàn bên trong một ứ dịch, đúng không? Đây là gì? Đây là bụng trứng. Đây là gì? Một cái nang. Hả? Đây là một cái nang đúng không? Bởi vì một khối giảm âm nó tăng âm sau. Đó là nang. Nang này nó không nằm trong bụng trứng, thì mình gọi là nang tạo ra bụng trứng. Không nói mình học một cái học vào ông, mình học mình đủ quả cái áo phận thế này. Học chưa? Học thần có cái bài thần bộ bằng quang nó có cái gì? Nó phân biệt với túi thừa bằng quang với cái nang gì? Nang cạnh bằng quang. Nhớ nang cạnh bằng quang không? Nang cạnh bằng quang thì nó có thể là nang ở vùng trứng, nang ở bạc treo, nang do dây chiều dây chẳng vùng vùng tử cung, vân. Như vậy mình sẽ như vậy mình sẽ chưa vùng trứng, nhưng không phải nang vùng trứng nữa không? Nếu cũng không phải nang vùng trứng, không phải là phải làm ở bằng quang, thì mình nghĩ đấy, đây chính là một cái nang ở cạnh bằng quang, nang cạnh vùng trứng. Thì bản thân nó là có rất nhiều cái tổ chức khác nữa, mình không biết được. Đây là cái gì? Một cái vách ngăn hoàn toàn. Đó là cái vách ngăn hoàn toàn đã đi được thành này và nó đến thành kia. Thành này đến thành kia, đây là vách ngăn hoàn toàn. Được chưa? Vách ngăn hoàn toàn. Đây là gì? Vách ngăn không hoàn toàn và vách cấu trúc nó dạng này, vách ngăn không hoàn toàn rồi chưa? Thì đây chính là cái gì? Vòi tử cung. Vòi tử cung thì chưa? Vách ngăn không hoàn toàn, đây chính là vòi tử cung. À, vòi bên cạnh tử cung nó chưa, tôi chỉ bộc lộ vòi thôi, một chương tử cung. Vòi bên cạnh, vòi bên cạnh, một vòi. Vòi bên kia, nó nằm bên kia. Đây hay cái là cái vách ngăn của nó trong có nhiều vách, không phải hai cái đâu. Bên trong này ống này cũng có nhiều vách đó, đúng không? Thế là nó cắt được hai cái vách ra đây, nhưng mà nó nhiều vách nhá. Thì đây là, nhưng mà cái vách của nó là vách ngăn không hoàn toàn, được chưa? Đây là cái một cái cục thịt thừa, đúng không? Đây nó gọi là cái chồi. Đây là một cái cấu trúc nang, ở bên trong có cái cục thịt thừa hay là bên trong có chồi, được chưa? Là cái chồi trong nang. Và trồi lên, trồi là bờ càng nham nhở này, càng có tăng sinh mạch nhiều, trồi này thì nó càng nguy cơ ung thư ác tính cao, nhá. Yeah. Bờ, đây là bờ đều, đây là bờ nham nhở, cái thành trong ấy, cái bờ trong nó nham nhở này cũng là dấu hiệu ác tính này, đây là đây. Bóng lưng, anh em biết bóng lưng là gì không? Hả? Bóng lưng là giảm âm sau. Bóng lưng tức là giảm âm sau nhá. Đây một cái tổ chức mà có giảm âm sau thì anh em nghĩ đến gì? Bên trong bụng trứng nhá, nó có một cái khối, và bên trong khối đấy nó có một tổ chức tăng âm, nó giảm âm sau thì mỡ hoặc là vôi, đúng không? Mỡ hoặc vôi nó làm cho một khối bụng trứng, từ đó chính là u bì bụng trứng, u quái bụng trứng, u quái bụng trứng. Được chưa? Một cái khối u quái trứng là có cái gì bên trong? Anh em biết u quái có gì không? Có răng, có tóc máu. Thì có răng nhưng có mỡ rồi nó tăng ấm, chả có sao, được chưa? Như vậy siêu âm cùng trứng mà thấy một khối bên trong có vôi, có mỡ, thì anh em nghĩ đến đấy chính là một cái u quái của trứng, hay là u bì, hay là u quái của trứng, được chưa? U bì hay là u quái của trứng. Đây, một cái chồi nó càng tăng sinh mạch nhiều thì nguy cơ ác tính càng cao.
theo IOTA thì người ta phân độ. Bây giờ nhá, anh em muốn xác định đây là, giả sử đây là một cái cấu trúc nang. bây giờ làm sao anh em biết là nó là nang buồng trứng hay nang có phải là buồng trứng hay là buồng trứng? Được chưa? Khi một cái nang nó sẽ để dẹt cái buồng trứng lại, nó to mà, nó buồng trứng dẹt lại. Như vậy anh em phải nhìn được thành nang ở đây, ví dụ cái hình này, vẽ này, một cái đây là một cấu trúc nang lớn lên, như là cả cái này là cả cái buồng trứng. Được chưa? Đây là một cấu trúc nang. Như vậy đây là cái thằng đây là một cái thành nang đúng không? Nhưng mà chỗ thành này nó sẽ dày lên này. Ở bên chỗ này nó cũng rất nhiều các cái nang này. Được chưa? Có rất nhiều các cái nang nhỏ này. Cái chỗ cái thành bên này nó dày lên và nó có nhiều các cái nang nhỏ. Thì đấy chính là cái cấu trúc buồng trứng, và có một cái nang lớn nó để dẹp cái buồng trứng lại. Được không? Đây, hình vuông này. Đây là một cấu trúc nang trứng này. Được chưa? Như vậy cái chỗ thành này thấy nó dày không? Và chỗ thành này nó có nhiều các cái nang này. Được chưa? Thì chứng tỏ đây chính là cái nang trứng, mà do cái cả cái khối này chính là cả cái này chính là cái buồng trứng, và đây cái nang trứng nó lớn nó để dẹp cái buồng trứng lại, nó làm cho dẹp cái nang lại nè. Được chưa? Đấy là cái dấu hiệu nhận biết cái nang này nào là buồng trứng. À? Chứ không phải là cứ cái nang mà nó nằm ở cạnh thì cũng là auto cũng là nang buồng trứng đâu. Nó có thể nang cạnh buồng trứng mà. Như vậy mình phải xác định nó phải là buồng trứng hay không đã. Mới xác định buồng trứng là dựa vào cái điều này. Ok chưa? Nhớ nhá, mình phải có cơ sở. Khi làm mình có cơ sở đúng chuẩn đoán. Để không sợ ai nó bắt khóc được nữa. Mình đủ cái này để mình lập luận. Đó. Đó. Chứ đừng có làm được cảm tính. Làm được cảm tính, với ông làm cảm tính, với auto một cốt tăng âm trong gan là u mắt. Đúng không? Đấy. Mình phải có cơ sở lý thuyết của nó. Đây là một khối, bên trong có gì đây? Bên trong có cái chồi, đúng không? Có phần đặc. Bên trong có phần đặc. Vậy người ta gọi nó này là nang đơn thủy đặc. Cái này là gọi là nang đơn thủy. Một cái nang đơn thuần ấy. Nang đơn thuần mà không có vách, không có gì cả, thì người ta gọi là nang đơn thủy. Được chưa? Tao yêu ta, người ta gọi là nang đơn thủy. Nang buồng thủy. Còn đấy nang buồng trứng đúng không? Nhưng bây giờ cái này nó cũng là nang buồng trứng. Cái nhiều nang buồng trứng bây giờ các bạn nang buồng trứng nó chảy cái nang buồng trứng là nang buồng trứng kia nó lành tính, nó không được cái gì. Nhưng nang buồng trứng này nguy cơ ác tính lại tăng lên rồi. Nhưng mà nó cũng là nang buồng trứng. Bây giờ nói nang buồng trứng thì giờ biết là làm sao, nang nào làm nào, đúng không? Đây nên gọi là cái gì? Đúng là gọi nang buồng trứng đúng không? Như vậy nhiều cái nang, cái này người ta gọi là cái kia gọi là nang một thủy, còn này gọi là nang một thủy đặc, thì cái nang này một thủy nhưng mà nó có phần đặc như sao, đúng không? Nang một thủy đặc đấy, theo IOTA là nang một thủy đặc. Đây, cô bác chưa, cô bác nha, bác ngăn hoàn toàn đây. Như vậy cái này cô bác ngăn hoàn toàn thì sinh ra nó không phải là vòi tử cung, đúng không? Như vậy đây trên một cái nang buồng trứng nhiều thủy, nang nhiều thùy buồng trứng, được chưa? Nó có vách thì người ta gọi là nang nhiều thùy buồng trứng, không có vách người ta gọi là nang một thùy, không có vách mà có phần đặc, đây người ta gọi là nang một thùy đặc, có vách thì người ta gọi là nang nhiều thùy, được chưa? Vừa có vách vừa có phần đặc, vừa có vách vừa có phần đặc, người ta gọi là nang nhiều thùy đặc. Ok chưa? Nang nhiều thùy đặc. Đây là phần độ IOTA. U đặc buồng trứng. U đặc buồng trứng là một cái khối u 100% đặc hoặc là trên 80% đặc. Được chưa? U đặc buồng trứng là một khối u mà trên 80% là tổ chức đặc thì mới gọi là u đặc buồng trứng. Nó đốt lên tăng sinh mạch nhiều này, khả năng ung thư hóa cao. Đây các tỷ lệ ung thư hóa của các đây. U một thùy là 0.6%. Ung thư u nang một thùy ấy, nang nhiều thùy là 10% ung thư, nang một thùy đặc là 37% ung thư, nang nhiều thùy đặc 43% ung thư, u đặc là 65% ung thư. Nhớ tỷ lệ ung thư khác nhau, bốn thằng một đến thằng bốn đều có tỷ nang cả. Vì còn nang một tí thằng nào cũng chẳng là nang, nhưng mà tên rất là khác nhau, tỷ lệ ung thư rất khác nhau.
nhá. Đây anh em mô tả và kết luận cho mình cái nè. Mô tả đi, kết luận cho mình phép. À? À được. Thế giờ chỗ nào? Thế nào? Thế nào chỗ nào? À? Chị em có nhỏ chỗ nào? Đúng rồi, được rồi, chuẩn. Đúng rồi, đây là các cái cấu trúc nang thường hay thành cái dày đây này. Ở đây cái này là chỗ cái nang này, không biết anh em thì nhìn rõ, nhìn này rõ hơn. Đây là cái cấu trúc nang tròn tròn đấy, thành cái dày lên. Thì nghĩ đây chính là một cái cụm trứng để cái nang to đấy dẹt. Như vậy mà không có vách không có gì cả thì người ta gọi là nang một thùy buồng trứng. Đây nam một thì một chứ. Đây là gì? Khó đấy. Sử cái nào đi. Đây là gì? Anh em thấy thấy cái cấu trúc này là nam. Nhưng nam này nó có gì bên trong, nó có nhiều vách như thế nào? Hả? Cái này là nó nhiều vách, nhưng mà vách này nó chẳng chịt như bằng nhện đấy vậy. Quá nhiều đúng không? Nó nhiều đến mức độ kinh khủng. Cái này thì đây chính là một cái sợi phim green mà xuất hiện. Chứ nếu mà nó nhiều mà mình nhìn mình vẫn đếm được, hiểu chưa? Mình vẫn đếm được thì nó là vách. Nhưng mà nếu nó nhiều đến mức độ này mình không đếm được mà nó như cái màng nhện thì mình nghĩ thì đây chính là một cái nào xuất hiện. Các cái sợi này là cái sợi phim green đúng không? Đấy. Đây một cái nang xuất huyết, nhớ nhá. Dựa vào những các cái sợi ấy mình phân biệt. Chưa học cái nang xuất huyết thì mình chẳng bao mấy tuần mình sẽ thay đổi nhỉ? Hai tuần sau nhá. Đây. Đây một cấu trúc nang xuất huyết này. Đây, tuần sau này. Hai tuần sau. Nhá, tuần sau nó co nó dịch khoáng một phần này, hay tuần sau nó dịch khoáng nhiều hơn mà nó co cục máu đông, nó co cục máu đông lại này, được chưa? Đấy, là nang xuất huyết đấy, nhá. Các cái sợi này chính là cái sợi xuất huyết này, nhiều sợi rất là mảnh nó xếp xít xít thành nhau, nhá. Đây, bây giờ thằng này, thằng nào là sợi xuất huyết? Bên này là xuất huyết này. Bên này là phần là tổ chức đạm này. Vì bên này thì Doppler và có tăng sinh mạch. Nếu mà nó xuất huyết thì nó sẽ không tăng sinh mạch trong các cái sợi này đâu. Bên này cục máu đông thì sẽ không có tăng sinh mạch trong cục máu đông. Cục máu đông là cục máu nuôi dưỡng. Không có tăng sinh mạch trong cục máu đông, đây có tăng sinh mạch trong đây, đây chính là không phải là cục máu đông. Mà đây chính là một cái tổ chức đạm. Yeah. Nhưng mà đây người ta gọi là nang đơn thủy đạm. Không có vách mà. Thì gọi nang đơn thủy đạm. Còn đây nang xuất huyết, được chưa? Nó xuất huyết. Đây em thấy cái là gì đây? Đây là một khối thì mình cho cái màu đá này tại vì nó mất cái đoạn dưới này. Nó một khối này nó tan làm sao? Phân tích logic là nào? Một khối tan làm sao là gì? Một khối mà có tan làm sao là dài gì? Thì nước không tăng làm sao không? Thế cái này phải là máu. Đó, một khối tăng làm sao chứ đó là gì? Đúng không? Chứ đó là gì? Là một khối này bản thân một khối tăng làm sao chứ khối này là khối gì? Dịch như này mà người gọi là dịch gì? Kính mờ. Không biết anh em của kính mờ chưa? Không rõ anh em học là mờ vừa. Hôm nay là mùa đông lạnh nên nó mờ nhiều. Mùa đông lạnh nên mờ kính mờ nhiều. Đây là dạng kính mờ đấy nhá. Đấy, một khối tăng năm sau như thế này cũng là dạng kính mờ, không gọi là một nhẹ hay là một nhiều. Đấy, dạng hồi âm dạng kính mờ hay là hỗn hợp âm dạng kính mờ. Như vậy hôm trước mình học đấy là một khối dịch, một khối là tăng năm sau là dịch, dịch hồi hỗn hợp âm dạng kính mờ là gì? Máu hoặc là
bú, đúng không? Máu hoặc bú. Như vậy mình dựa vào lâm sàng đúng không? Nhưng mà thằng này mình cho là lâm sàng bình thường, lâm sàng thì hơi đau thôi, không có nhiễm trùng thì là máu đúng không? Máu nhưng mà vừa rồi mình học cái nano biết kia nó cũng nổi, nó kinh mở ác như này đúng không? Nó chỉ sợ cái ring cơ, nhưng máu mà bảo cái dạng kinh mở nó một đậm như này, nó còn nhiều như này thì mình nghĩ đến một cái là làm một làm một chứng. Bản thân làm được làm một chứng thì nó cũng là bên đây là máu nữa. Vì cứ đến ngày hành kinh ấy, là bắt đầu nó chảy máu ra, đúng không? Thường gặp đến ngày kinh là mình máu của mình là nó chảy ra ngoài, thấm vào bao vệ sinh, nhưng mà cái này nó không có chảy đi đâu cả, nó tạo thành cái cấu trúc nang ở đấy thì nó cứ chảy vào trong nang thôi, đúng không? Máu nó chảy trong nang rồi dần dần thì nó sẽ thành cái hình ảnh này, được chưa? Thì bản chất nó cũng là máu nhá. Đây chính là hình ảnh của lạc nội nạp một chút, một u lạc nội nạp một chút nhá. Na không biết thì bản chất thằng này, bản chất của nó cũng là xuất huyết, nhưng mà thằng này nó là xuất huyết do lạc nội nạp, thì nó là nó thằng này, nó nếu mà thằng này để em này hai tuần sau đi kiểm tra nó hình ảnh nó vẫn thế này thì nó là lạc nội nạp, còn hai tuần sau hình ảnh nó thay đổi đi, đúng không? Thì nó là na xuất huyết thông thường thôi, hiểu chưa? Đấy. Và thằng này làm ngừng lạc này thì nó sẽ đau, có thể nó sẽ đau theo chu kỳ kinh, đau bụng ấy, được chưa? Lâm sàng nữa đau theo chu kỳ kinh nhé. Đây anh em nhìn thấy điều gì? Ngày nay khó theo rồi nhé, ngủ kinh hết. Anh em thấy điều gì trên đây? Thấy gì? Thấy cái hình ảnh, thấy cái gì trên hình ảnh này? Đây là một cái cấu trúc nang ở trong bụng trứng. Mà em thấy những cái gì đấy? Có những cái đốm tăng âm này, nó chính là những cái canxi đấy. Còn cái vôi là răng ấy, nhớ. Thì nó là gì? Nó là u quai, thấy chưa? Nhưng mà đây, nó là một cái khối nhỏ nhỏ này thôi. Tăng âm mà có giãn sau, mình cho tăng âm mà có giãn sau. Mỡ đúng không? Một khối chứa mỡ ở trong, một khối chứa mỡ ở trong buồng trứng thì nó chính là u bì buồng trứng. Nó biệt phát chưa cao nên là nó chưa hình thành ra lông tóc máu, nó chỉ có tổ chức mỡ trong con này thôi. Đó cũng là u bì buồng trứng nhá. Một cái khối mà theo mình, một cái khối này nó một khối tăng âm giảm hôm sau ở gan thì gọi là u mỡ đúng không? Ở thận thì nó gọi là u mỡ đúng không? Nhưng mà ở buồng trứng thì người ta gọi là u bì, mình nhớ, nó lại không gọi u mỡ, nó lại gọi u bì, ok nhớ, u bì u quái với nhau nhé, mình nhớ, chúng ta gọi u bì u quái với nhau, bản chất thì nó không đúng nhau lắm, nó cũng nó là đơn giản, nó chung bản chất là nó cũng không đúng lắm, nhưng mà thôi anh em, cái u bì u quái như nào lên mạng Google thì nhớ, u bì là u quái mà, nhớ, định nghĩa của cái u bì ấy. Cũng có chứ, định hạ có chứ. Hả? Đây là cái gì đây? Thấy một hình ảnh. Cái gì đây? Đây một cái cấu trúc hình ống này, có hình ống này, có cái vách ngăn không hoàn toàn này, nghĩ đến cái gì đây? Vòi tử cung đúng không? Vòi tử cung bình thường không nhìn thấy được, hôm nay nhìn thấy được, ở bên trong nó chứa nhiều dịch thì đây gọi là ứ dịch vòi tử cung. Nhưng nếu bên trong nó hỗn hợp âm dạng kính mời là sao? Mà bệnh nhân có lâm sàng có đau sốt là ứ mủ ngoài tử cung hay là áp xe bình phụ ấy, ứ mủ và là áp xe được chưa? Mủ và là áp xe thì là áp xe bình phụ hay là ứ mủ vòi tử cung, ok nhá. Còn nếu mà nó trong cái này là nước rồi, nó kính mờ là ứ mủ được chưa? Đấy, nó là kính mờ như thế này này, nó lâm sàng nó đau sốt thì gọi là ứ mủ vòi tử cung, được chưa? Là áp xe bình phụ. Ok.
Tiếp theo mình học đến là thai ngoài. Này học hơi đau đầu nhỉ? Hả? Mày giải lao gì nhỉ? Hả? Hả? Học luôn nhá. Học luôn nhá. À, thai ngoài tử cung. Thai ngoài tử cung thì bản chất là gì? Là một cái khối thai mà nó nằm ở ngoài tử cung. Nó không nằm trong buồng thì người ta gọi là thai ngoài tử cung, được chưa? Nó có một cái tam chứng, đó chính là chậm kinh. Đầu tiên là phải chậm kinh đã. Đầu tiên là chậm kinh. Xong nó đến đau bụng, trong huyết. Chậm kinh này. Đau bụng, trong huyết. Đây. Đây là cái mặt treo. Có thể có nang mặt treo này, nang dây chằng này. Nó nằm cạnh trứng. Đây, cái này nằm, nó một cái thai ngoài này nằm ở buồng trứng. Thai ngoài nó sẽ nằm buồng trứng. Thai ngoài nó nằm ở đoạn loa vòi. Đoạn loa vòi. Đoạn bóng. Eo. Ké. Yeah. Đây là đâu? Đoạn cổ tử cung. Đấy, nó có những vị trí. Đây là nằm trong ổ bụng. Đấy là những vị trí mà có thể gặp thai ngoài. Nằm nhiều chỗ. Đấy. Hay gặp ở vòi tử cung thôi, chứ còn chỗ nào cũng có thể gặp. Đây anh em chú ý cho mình nha, anh em nhìn cái này, cấu trúc này. Bây giờ anh em nhìn thấy cấu trúc này là một cấu trúc nang đúng không? Cái thành nó dày này, bên trong nó không có cái gì hết. Mình biết đây là một cấu trúc nang, cạnh tử cung một cấu trúc nang, bên trong không có gì hết đúng không? Anh em chỉ biết được là cái thành của nó tăng âm nó giống như niêm mạc tử cung. Cái thành tăng âm này giống niêm mạc tử cung không? Thì cái này nghĩ đến đây chính là cấu trúc thứ hai. Nếu như một cái cấu trúc nang ở vùng của nang, vùng trứng hay là của nang ấy, thành nó thường nó sẽ không tăng âm giống như mạc tử cung. Một cái nang hoàn thể thành nó không tăng âm như niêm mạc. Vì khi anh em thấy một cái cấu trúc mà thành tăng âm như niêm mạc tử cung thì mình nghĩ đấy, nó là cấu trúc thứ hai. Kết hợp với lâm sàng nó có triệu chứng, yeah. Có thể đau bụng mà không, có thể đau không biết là không, nhưng mà thần kinh. Lúc nào anh em cho test hát thì dây rồi hai bài cái định lượng lại với giá thì dây nhá. Đấy, kinh nghiệm của mình là mình giải phát một cái khối mà thành tăng âm giống như mạc tử cung thì mình nghĩ đấy là cấu trúc thứ hai, được chưa? Kết hợp với lâm sàng nữa, kết hợp với hát thì dây nữa. Đây, nhưng mà nếu bên trong mình thấy là cái này, có bên trong có một cấu trúc nang, mình thấy cái vòng tròn không? Đây chính là cái đoạn hòa. Đoạn hòa, khi mình thấy một cấu trúc nang bên trong đoạn hòa thì đây chính là túi thai, được chưa? Đây chính là túi thai. Đây có đoạn hòa là túi thai nhá. Còn đây chính là tim thai rồi, không nói gì. Đấy, thay ngoài tử cung nó vỡ thì nó sẽ gây chảy máu ở trong ổ bụng đúng không? Nó gây chảy máu trong ổ bụng thì nó sẽ gây tràn máu ổ bụng đúng không? Và nó sẽ gây có dịch đục ra, dịch từ khoang gan thận, khoang lách thận, đúng không? Từ thành chảy máu ở khoang chỉ biết khoang gan thận, khoang lách thận đến đục ra nhá. Có dịch khoang đục ra là khoang gan thận, khoang lách thận, được chưa? Và trên lâm sàng mình sẽ biểu hiện tình trạng mất máu cấp, có thể gây ảnh hưởng đến huyết áp tụt mạch nhanh, huyết áp tụt sốc, nhớ lâm sàng cũng bao cấp da nhợt nhạt, nhớ niêm mạc đường da xanh tái, nhớ lòng bàn tay trắng bờ. Đây chính là cái gan và đây chính là cái thận, đây chính là khoang gan thận, được chưa? Có gì khoang gan thận này là gì? Gan thận đây, khoang gan thận có gì, nhớ. Đây chính là bàng quang, đây là tử cung, đây chính là đu gà la. Đu gà la, cái khoang đu gà la đó là cái khoang ở giữa cái gì? Đại tràng và trực tràng tử cung đúng không? Đu gà la nó chính là cái khoang ở giữa cái trực tràng với cái tử cung, được gọi là khoang đu gà la. Đấy ạ, cái trực tràng và tử cung gọi là khoang đu gà la.
Như vậy thì bàng quang đi từ ngoài vào trong, đi ở trước ra sau, đi ở trước ra sau thì có bàng quang tử cung và đến trực tràng. Thấy chưa? Bàng quang tử cung và đến trực tràng thì ở giữa cái trực tràng và tử cung đây một lớp dịch, đấy là dịch đu gờ la. Thấy chưa? Nếu mà cái dịch đu gờ la này nó chưa vượt quá cái đáy tử cung thì đấy là tràn dịch ổ bụng số lượng ít. Nếu nó vượt qua đáy tử cung mà nó chưa có dịch ở khoang gan thận và khoang lách thận thì nó là tràn dịch ổ bụng số lượng nhiều. Nếu mà nó có, nó vượt qua đáy tử cung và có dịch ở những khoang gan thận, khoang lách thận thì nó tràn dịch ổ bụng số lượng nhiều. Được chưa? Ok nha. À? Được nha. Mày lại mày được chứ? Đấy, hết rồi. Như vậy đứng trước của bệnh nhân bây giờ giả sử này, bây giờ một cái khối thai ngoài nó vỡ, khi nó vỡ rồi cứ lấy ngày xưa mình đã không thấy được hình ảnh túi thai nữa vì nó vỡ rồi. Đấy, có thể nó vỡ ngày xưa vẫn có thể còn cái thai, nhưng cũng có những trường hợp nó vỡ ngày xưa mình không thấy túi thai nữa, đúng không? Khi đấy mình sẽ chỉ thấy được mùa dịch trong bụng rất nhiều thôi, đúng không? Bệnh nhân vào thì đã dịch trong bụng rất nhiều. Như vậy bây giờ là dịch máu thì mình chưa biết được, đúng không? Như vậy bằng một cách cơ bản là mình khám thiếu máu cho mình sàng, mình xem bệnh nhân ra bệnh nhân như thế nào, hỏi xem là trước giờ như vậy hay là mới ngày này nó cái gì vậy, được chưa? Rồi mình khám cái niêm mạc mắt người ta, niêm mạc mắt xem là nó có nhợt hay không, lòng bàn tay có trắng rồi trắng hay không, được chưa? Rồi mình ra đó hiện tình trạng thiếu máu cho mình sàng, rồi mình đo huyết áp đến mạch bệnh nhân xem như thế nào, được chưa? Nếu mà mạch huyết áp ổn định thì vẫn còn đang ngon, mạch huyết áp ổn định thì bệnh nhân chưa có còn giai đoạn sốt, hiểu không? Còn mạch huyết áp mà nó đã tụt rồi thì căng, được chưa? Đấy, như vậy thì mình trên mình khám lâm sàng mình thấy biểu hiện tình trạng thiếu máu kết hợp với dịch nhiều trong bụng thì mình đời khi mà máu được chưa? Rồi bệnh nhân hỏi bệnh nhân thần kinh không? Có thần kinh, đúng không? Có thần kinh mình cho những lúc đấy mình đã được chỉ định đi làm HCG. Nhưng mà bây giờ giả sử như là giả HCG tuyến mà không có là HCG đúng không? Thì auto được chuyển luôn lên trên luôn, không có nhiều. Tại vì không cần biết là nó bị vỡ thay ngoài hay là không vỡ thay ngoài. Nhưng mà bụng có nhiều dịch, bụng có nhiều máu này, và bệnh nhân lâm sàng bệnh nhân có thể chạy vũng máu, bụng có nhiều máu này thì mình phải chuyển ngay, không biết là nguyên nhân gì phải chuyển luôn, được chưa? Đấy, mình được chín chuyển máu cũng như người ta luôn, không cứu mà. Đấy là cái anh em đại biến rồi đấy, chứ không ngồi có đầu chỉ định những người này đã có thai rồi, chỉ định gì để tư vấn để làm xét nghiệm này, xét nghiệm nọ để kiểm tra lúc bác chỉ có thai khả năng có thai như này cái gì chứ, đúng không? Chuyển luôn không biết là cái gì, cũng chả là cái gì nó là thai không phải là thai, được chưa? Có máu nhưng mà nhiều tuyến vậy, ok chưa? Nó là cái gì rồi, xong rồi.